các bạn đã quay trở lại với Hoa Văn Đề Canh. Như mọi người cũng đã biết, trên thị trường hiện nay có rất là nhiều loại đề canh ít mơ. Sẽ rất khó để lựa chọn cho đúng loại đề canh phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về các sản phẩm này nhé. Về đề can kính mờ thì loại đề can này thường được dùng để trang trí cửa sổ, cửa kính văn phòng, quán cà phê cũng như tại nhà. Đặc điểm nổi bật của đề can kính mờ đó chính là 1. Chống chói, 2. Che mờ cửa kính tạo không gian riêng tư cho căn phòng, 3. Giúp cách nhiệt từ các nguồn ánh sáng chiếu trực tiếp. Bên cạnh đó thì với sự phát triển ấn tượng của ngành công nghiệp in ấn đã cho ra những sản phẩm mới kết hợp giữa đề can kính mờ và công nghệ in UV, đem đến sự trải nghiệm không gian sống và làm việc tốt hơn. Đầu tiên, nói đến dòng sản phẩm cơ bản nhất, đó chính là đề can kính mờ in UV mực trắng. Sử dụng công nghệ in UV mực màu đơn sắc trắng, trang nhã và nhẹ nhàng, thể hiện đường nét chi tiết theo thiết kế riêng, phù hợp nhu cầu sở thích, thích hợp với các không gian theo chủ nghĩa tối giản, simplism. Loại thứ hai là đề can kính mờ in UV màu và đường lót trắng. Sử dụng công nghệ in UV 3 layer với màu sắc sinh động, thể hiện được màu đơn sắc trắng cũng như màu sắc khác một cách rõ nét, phù hợp với khách hàng có nhu cầu trang trí mặt tiền cửa hàng với giá thành hợp lý. Loại thứ ba là đề can kính mờ in UV 2 mặt được lót trắng định hình. Với công nghệ in UV 3 layer, thể hiện màu sắc sinh động ở cả hai mặt, thay đổi và tạo điểm nhấn cho không gian, đặc biệt phù hợp với mục đích branding thương hiệu. Nào, hãy cùng nhau xem lại các loại đề can kính mờ khi đặt cạnh nhau sẽ cho ta những trải nghiệm khi nhìn khác nhau như thế nào nhé. Gì thì hãy liên hệ với chúng mình qua số hotline hoặc email để được tư vấn và giải đáp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào video lần sau.